Theo thông tư số 2/2023 ban hành tối hôm qua, ngày 21 tháng 3, Bộ Giao thông Vận tải quy định từ ngày 22 tháng 3 các loại xe mới được miễn đăng kiểm lần đầu. Xe gia đình, xe cá nhân dưới 7 năm được kéo dài chu kỳ kiểm định đến 24 tháng. Với văn bản mới này, trong năm 2023, số xe được miễn đăng kiểm khoảng 500.000 và khoảng 3,2 triệu xe các loại được nới chu kỳ kiểm định. Theo thông tư mới, với xe chưa qua sử dụng cho phép miễn đăng kiểm lần đầu trong thời hạn 36 tháng, tăng 6 tháng, tính từ năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ, đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm. Chủ xe được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện. Bộ Giao thông Vận tải cũng kéo dài chu kỳ kiểm định đầu tiên với ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải từ 30 tháng như trước đây lên 36 tháng. Với xe sản xuất đến 7 năm, chu kỳ kiểm định định kỳ được kéo dài từ 18 lên 24 tháng. Xe sản xuất trên 7 năm đến 20 năm, trước là 12 năm, chu kỳ giữ nguyên 12 tháng. Xe trên 20 năm thì giữ 6 tháng. Với xe chở người các loại trên 9 chỗ có kinh doanh vận tải, chu kỳ đầu tiên tăng từ 18 lên 24 tháng. Xe sản xuất đến 5 năm, chu kỳ định kỳ tăng từ 6 lên 12 tháng. Xe trên 5 năm giữ nguyên quy định 6 tháng kiểm định một lần. Nhóm ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo từ 20 năm trở lên, kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng. Ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người có thời gian sản xuất từ 15 năm trở lên, được kéo dài chu kỳ kiểm định từ 3 lên 6 tháng. Theo thông tư số 2/2023, các giấy chứng nhận và tem kiểm định cấp trước ngày 22 tháng 3/2023 được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn. Khi đến gần ngày hết hạn kiểm định, người dân cần đưa xe đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định và nhận giấy chứng nhận, tem kiểm định theo chu kỳ mới. Cơ quan đăng kiểm không được tự động gia hạn chu kỳ cho phương tiện. Trường hợp chủ phương tiện muốn áp dụng ngay chu kỳ mới, dù xe chưa đến hạn, thì cần đưa xe đi kiểm định và dán tem chu kỳ mới.